GSGO xin được chào các bạn. Xung đột Falkland-Malvinas là một cuộc chiến tranh kéo dài trong 10 tuần giữa Argentina và Anh Quốc về hai lãnh thổ là quần đảo Falkland tại Nam Đại Tây Dương. Chiến tranh bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 năm 1982 khi Argentina xâm nhập và chiếm đóng quần đảo Falkland trong một nỗ lực nhằm thiết lập chủ quyền mà họ yêu sách từ lâu. Ngày 5 tháng 4, chính phủ Anh phái một biệt đội hải quân đi giao chiến với hải quân và không quân Argentina trước khi tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ lên quần đảo. Malvinas Falkland là quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương, có diện tích 12.173 cây số vuông, cách bờ biển Argentina chỉ có 346 km nhưng cách nước Anh tới 12.686 km. Và dân số chỉ có 2.841 người. Theo tính toán, trữ lượng dầu của khu vực lên tới 60 triệu thùng, tương đương 9,5 tỷ mét khối. Du lịch cũng dần trở thành thế mạnh của quần đảo này. Hàng năm, hàng chục nghìn du khách đến thăm quần đảo trên những chiếc tàu du lịch hấp dẫn với hệ thống động thực vật đa dạng cùng với các cơ sở nghỉ dưỡng được đầu tư hiện đại. Malvinas Falkland, nguyên thủy đó là những hòn đảo hoang vắng. Năm 1501, nhà mạo hiểm Amerigo Vespucci khi du hành vòng quanh vùng Nam Đại Tây Dương đã quan sát các hải đảo này, nhưng ông ta không đặt tên cho chúng. Năm 1520, các thủy thủ của đoàn thám hiểm Magellan gọi các đảo đó là Islands of Samson and the Ducks. Năm 1690, thuyền trưởng người Anh John Strong đã đến một eo biển nằm giữa các hòn đảo chính và đặt tên là Falkland Sound. Năm 1764, nhà thám hiểm người Pháp, đô đốc Louis Antoine de Bougainville đã chiếm làm thuộc địa đầu tiên đặt tên là cảng Saint Louis. Ông là người Pháp đầu tiên đi vòng quanh thế giới trong thế kỷ 18. Năm 1765, John Byron người Anh không biết đến sự hiện diện của Pháp nên đã khai thác phía tây của quần đảo, chiếm làm thuộc địa vào năm 1766 và đặt tên là cảng Egmont. Năm 1767, Pháp đã bán các quần đảo thuộc địa cho Tây Ban Nha với mức giá là 603.000 livres. Bougainville dùng số tiền đó để sửa chữa tàu và mua đồ dự phòng cho chuyến du hành vòng quanh thế giới. Năm 1770, Tây Ban Nha đã dùng vũ lực tấn công cảng Edmund, trục xuất cư dân Anh ra khỏi đảo. Việc này đã đưa hai nước đến bên cạnh hố chiến tranh. Nhưng sau đó, Anh trở lại nhờ một hiệp ước hòa bình. Năm 1774, vì áp lực kinh tế do bởi chiến tranh độc lập của Mỹ 1775-1783, Anh đơn phương quyết định rút khỏi các thuộc địa. Từ đó, Tây Ban Nha bảo quản, nhưng sau đó bỏ đi vào năm 1811, vì ở chính quốc, Napoleon đã tấn công và chiếm đóng. Năm 1828, Argentina thành lập thuộc địa dùng làm nơi giam giữ tội nhân. Tháng 11 năm 1832, các tù nhân và hải tặc đã nổi loạn giết chết thống đốc. Tháng Giêng năm 1833, lực lượng Anh trở lại, đưa dân của mình vào sinh sống và chiếm lấy làm căn cứ hải quân cho Hoàng gia Anh, sau đó biến thành một căn cứ chiến lược quan trọng của Anh trong suốt hai cuộc đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Năm 1982, sau cuộc đảo chính, Tổng thống Leopoldo Galtieri lên nắm quyền. Chính quyền độc tài quân sự Argentina gặp khủng hoảng trong việc giải quyết khó khăn kinh tế và làn sóng chống đối lan rộng. Vì thế, đô đốc Jorge Ayana, một nhân vật cấp cao trong hội đồng quân sự cầm quyền, đề xuất đánh lạc hướng dư luận trong nước bằng chiến dịch chiếm lại Falkland. Đầu tiên, Argentina đưa 60 công nhân được đưa lên hòn đảo Nam Georgia thuộc quần đảo Falkland vào ngày 19 tháng 3 năm 1982. Họ tháo dỡ một trại săn cá voi bỏ hoang, sau đó dựng ngọn quốc kỳ của Argentina, chính thức thách thức chủ quyền với Anh. Nhà cầm quyền Anh đã tuyên bố về sự chiếm đóng phi pháp của Argentina và yêu cầu rút lui. Thủ tướng Anh Margaret Thatcher công kích mạnh mẽ trên kênh ngoại giao. Khi Argentina đánh chiếm quần đảo Falkland cùng với quần đảo Nam Georgia và quần đảo Nam Sandwich tại Nam Đại Tây Dương xa xôi từ tay người Anh vào tháng 4 năm 1982, chính quyền Buenos Aires đã nghĩ rằng nhiệm vụ bảo vệ các quần đảo này vượt quá khả năng của London, vì khoảng cách gần 8.000 hải lý sẽ khiến London không thể làm gì để đáp trả sức tấn công của Argentina. Theo các chuyên gia, cách đánh giá này rõ ràng là một sự thiển cận. Xung đột giữa Anh và Argentina trên quần đảo Falkland năm 1982 cảnh báo xu hướng các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa các nước trên thế giới.
Hồ sơ về cuộc chiến giành quần đảo này để lại cho thế giới một bài học lớn về cách hành xử giữa các quốc gia, sự thiệt hại không đáng có nếu giải quyết tranh chấp bằng vũ lực. Và đây là cuộc chiến lớn đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới II trên biển và trên không giữa hai lực lượng quân sự được trang bị hiện đại. Trong khi Anh có lợi thế hơn về kinh nghiệm chiến đấu, còn Argentina có lợi thế về vị trí địa lý do ở gần quần đảo Falkland. Hải quân Hoàng gia Anh tham chiến hai tàu sân bay là HMS Invincible và Hermes II, tàu đốc đổ bộ trực thăng là HMS Fearless và Intrepid. Các tàu khu trục HMS Bristol, Sheffield, Glasgow, Coventry. Tàu ngầm lớp Churchill như HMS Conqueror, Courageous, tàu pháo băng Endurance cùng hàng loạt tàu hỗ trợ khác. Vũ khí trang bị chủ yếu là tên lửa đối không Sea Slug, Sea Cat, Sea Gulf, tên lửa đối hạm Exocet MM38, tên lửa diệt tàu ngầm Ikara, pháo Mark Oligon, ngư lôi Mark 24 Tigerfish và Mark 8. Lực lượng máy bay của Anh chủ yếu gồm máy bay chiến đấu Sea Harrier, Sea King, Wessex, Lynx, trực thăng Chinook, máy bay phản lực Phantom, máy bay ném bom chiến lược Vulcan, Victor, máy bay vận tải Hercules. Ngoài ra, Anh đưa vào chiến trường 3 lữ đoàn biệt kích và 5 lữ đoàn bộ binh với trang bị vũ khí khá hiện đại như súng L1 A1 SLR, súng phóng lựu M79. Hải quân Argentina không có sức mạnh hùng hậu như Anh, chỉ có tàu sân bay duy nhất là Venticinso de Mayo. Ngoài ra, là lực lượng tàu nhỏ hơn, hai tàu khu trục hộ tống tuần dương hạm tướng Ben Grano, nhiều tàu tuần tra, tàu ngầm Thai 209. Sức mạnh chủ yếu của Argentina là lực lượng máy bay chiến đấu, có khả năng tác chiến cao, gây ra thiệt hại đáng kể cho hạm đội tàu của Anh. Một số máy bay chủ lực tham chiến của Argentina là máy bay chiến đấu Super Intender Morachu EEEA, EAE Dager do Israel cung cấp, Douglas A4 Skyhawk, máy bay trinh sát Boeing 707, máy bay vận tải C-130 Hercules, máy bay dân dụng Fokker F-28. Hỏa lực của Argentina bao gồm tên lửa không đối không Sidewinder tầm ngắn trang bị cho Skyhawk, Safriya 2 trang bị cho EAE Dager, Marcher R550 trang bị cho Mirage, tên lửa không đối hạm Exocet 39, rocket MB339 và Pucaras. Lực lượng tác chiến trên bộ của Argentina gồm hai lữ đoàn bộ binh cơ giới chủ đạo với đội pháo binh. Ngoài ra còn lực lượng quân đội hỗn tạp, lính thủy đánh bộ và hiến binh. Người đứng đầu Hải quân Argentina và cũng là một thành viên của chính quyền quân sự điều hành đất nước, kiến trúc sư chính của kế hoạch chiếm giữ các hòn đảo đang tranh chấp là đô đốc Jorge Ayana. Trong khi vạch ra các kế hoạch phòng thủ của Hải quân Argentina, ông đã nghĩ ra ý tưởng táo bạo về việc tấn công Hải quân Hoàng gia, điều mà người ta ít ngờ tới nhất là ngay tại một trong những cảng mẹ của nó. Với việc lực lượng Anh phụ thuộc vào một cái đuôi hậu cần khổng lồ để hỗ trợ cho chiến dịch, vị đô đốc Argentina đã tìm cách đánh thẳng vào sự yếu kém trong phòng thủ hậu phương của họ. Nếu thành công, người Anh sẽ buộc phải rút các lực lượng tác chiến để bảo vệ các cơ sở hậu cần của họ và sẽ thất bại trong cuộc chiến phản kích giành lại quần đảo Malvinas. Với ý tưởng này trong đầu, Argentina bắt đầu tìm kiếm nơi để tấn công. An ninh ở Anh được coi là quá chặt chẽ, do đó một kế hoạch khác hình thành từ ý tưởng sử dụng thợ lặn được trang bị mìn hẹn giờ để đánh chìm hoặc làm hỏng tàu chiến của Hải quân Hoàng gia tại El Gibraltar, quân cảng hải ngoại của Anh ngoài biển Tây Ban Nha. Đội biệt kích đã bay tới Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 4 năm 1982. Đến Algeciras, nhóm biệt kích đã mua một chiếc cần câu và ngư cụ, sử dụng chúng như bằng chứng ngoại phạm và phương tiện để che mắt nhân viên an ninh và cảnh sát El Gibraltar. Họ đã tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ địa hình của vịnh và xây dựng kế hoạch trong khi chờ lệnh tấn công. Mục tiêu đầu tiên dự kiến bị tấn công vào ngày 10 tháng 5 là khinh hạm lớp Leander HMS Ariane. Kế hoạch được vạch ra là nhóm biệt kích sẽ chèo thuyền ra vịnh vào khoảng 6 giờ tối như những người đi câu cá, bí mật bơi ra chỗ neo đậu của tàu chiến Anh và đặt mìn vào nửa đêm, sau đó trở lại thuyền vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Các quả mìn sẽ được hẹn giờ phát nổ ngay sau đó. Điệp vụ thất bại vì một lý do rất ngớ ngẩn, đó là chủ sở hữu hãng thuê xe nghi ngờ hai người trong đội biệt kích Argentina là cướp nên đã gọi cảnh sát và họ nhanh chóng bị bắt. Điệp vụ táo bạo của Argentina bất thành khiến chúng ta không bao giờ thực sự được biết rằng liệu nếu vụ tấn công các chiến hạm Anh thành công, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả cuối cùng của cuộc xung đột. Nhưng chắc chắn là việc Hải quân Hoàng gia mất một con tàu khác ngay trong lãnh thổ của mình
chỉ một tuần sau khi tàu HMS Sheffield bị đánh chìm sẽ là một cú sốc lớn. Chiến dịch Algeciras của Argentina đã thất bại, nhưng nó vẫn là một ví dụ tuyệt vời cần nghiên cứu về tư duy đổi mới trong các hoạt động đặc biệt, nhưng cũng là một tấm gương điển hình về sự sơ suất trong đào tạo các đặc vụ hành động, khi những điều đơn giản nhất có thể khiến kế hoạch lớn lao thất bại. Cuộc chiến chiếm đảo Falkland chính thức vào ngày 2 tháng 4 năm 1982. Argentina mở màn cuộc chiến bằng việc sử dụng tàu đổ bộ, đưa một đơn vị với quân số gần 600 người, tấn công bờ biển gần cảng Stanley. Lực lượng này đụng độ với đơn vị lính thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh khoảng 100 người. Kết quả, lính Anh bị bắt giữ toàn bộ, còn Argentina đổ bộ tiếp 3.000 lính. Ngày 3 tháng 4 năm 1982, biệt kích Argentina tiếp tục tràn lên hòn đảo Nam Georgia, đụng độ với đơn vị thủy quân lục chiến khác của Anh, đang làm nhiệm vụ đuổi các công nhân đã dựng cờ Argentina tại đây. Vì số lượng ít ỏi, quân Anh tiếp tục thất bại và bị bắt giữ toàn bộ nhưng không có thương vong. Ngày 3 tháng 4 năm 1982, Liên Hợp Quốc ra nghị quyết 502 yêu cầu quân đội Argentina rút ra khỏi quần đảo và hai bên phải đi tìm một giải pháp ngoại giao. Mỹ viện trợ rất nhiều cho Anh ngay từ đầu nhưng đã ủng hộ làm trung gian hòa giải. Thế nhưng, khi những cuộc đàm phán thất bại thì Mỹ công khai ủng hộ lập trường của Anh. Từ mùng 5 đến 22 tháng 4 năm 1982, chính phủ Anh lập tức cắt đứt quan hệ với Argentina và ra sắc lệnh trả đũa. Thủ tướng Anh đương thời là bà Margaret Thatcher, mệnh danh là người đàn bà thép, đã ra lệnh cho 27.000 lính và 100 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục, tàu ngầm xuất trận. Điểm nhấn chính là hai chiếc tàu sân bay HMS Invincible và Hermes, trung tâm của lực lượng. Tất cả lực lượng đặt dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Hải quân Woodward. Đảo Ascension nằm giữa con đường từ Anh tới Falkland là điểm tập trung quân. Chiến thuật của Anh là phong tỏa vùng biển bán kính 320 km quanh quần đảo, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ con tàu nào của Argentina xâm nhập vùng cấm. Hải quân Anh tập trung ở đông bắc quần đảo Falkland từ Nam và Tây Bắc. Giai đoạn này, theo nhiều chuyên gia quân sự, các lãnh đạo quân đội Argentina đã mắc nhiều sai lầm chiến lược. Thất bại tai hại nhất là việc người Argentina không nỗ lực xây dựng, mở rộng đường băng lớn để cho phép các máy bay Skyhawk, Mirage, Super Intender cất hạ cánh trên các hòn đảo. Từ đó, suy giảm về mặt sức mạnh chiến đấu cũng như không thể thực hiện không kích quy mô lớn vào hạm đội tàu của Anh. Trước tình hình nghiêm trọng, lãnh đạo Argentina đưa tàu sân bay Venticinso de Mayo rời quân cảng Puerto Belgrano tiến về Falkland cùng với 3 tàu ngầm, 1 tuần dương, 2 khu trục hạm và một số tàu khác. Tuy nhiên, tàu của Argentina chủ yếu ở ngoài khu vực phong tỏa của người Anh. Ngày 24 tháng 4, chiếc tàu ngầm hạt nhân HMS Conquer, có nghĩa là kẻ chinh phục, đã tới được hải vực chung quanh đảo Malvinas và bắt đầu công việc sục sạo tìm dấu vết chiến hạm Argentina. Vào ngày 29 tháng 4, tàu khu trục hộ tống tuần dương hạm tướng Belgrano của Hải quân Argentina đang tuần tiễu bình thường tại hải vực phía nam đảo Malvinas. Ngày 30 tháng 4, chiếc tuần dương hạm này bị tàu ngầm hạt nhân kẻ chinh phục trang bị hệ thống dò mục tiêu dưới nước sonar phát hiện từ cự ly rất xa. Ngày 1 tháng 5, chiếc kẻ chinh phục trồi lên mặt nước, sử dụng kính tiềm vọng sục sạo khắp hải vực chung quanh, nhưng tịnh không phát hiện ra được bất kỳ chiếc chiến hạm lớn nhỏ nào của Argentina.
lại lặn xuống và tiếp tục lần tìm tung tích chiếc tướng Ben Grano. Không lâu sau, kẻ chinh phục phát hiện ra hai chiếc tàu khu trục hộ tống tuần dương hạm tướng Ben Grano, và vì vậy mà nó nhanh chóng lần ra được mục tiêu chính. Nhưng chiếc tướng Ben Grano lại không nằm trong tuyến phong tỏa 200 hải lý xung quanh đảo Malvinas. Được lệnh công kích, tàu ngầm hạt nhân kẻ chinh phục bắt đầu chiếm vị trí thuận lợi, chuẩn bị phóng ngư lôi. Lúc này, tuần dương hạm không được trang bị hệ thống sonar chống ngầm nên không hề hay biết sát thủ giấu mặt bám đuôi suốt mấy ngày liền. Tuần dương hạm tướng Ben Grano tuy có trang bị loại tên lửa phòng không kiểu Seacat và mấy chục khẩu pháo, nhưng chủ yếu chỉ dùng để phòng không và chống chiến hạm nổi. Biên chế trên tuần dương hạm có hơn 1.000 binh lính và sĩ quan, một khi bị bắn chìm, rõ ràng nó trở thành một cỗ quan tài thép di động. Trong ngày 1 tháng 5, các chiến dịch của Anh trên đảo Falkland mở đầu bằng cuộc tấn công Blackbird 1 vào sân bay Stanley, gây thiệt hại không đáng kể nhưng ngăn cản không quân Argentina tấn công trực tiếp từ đảo Falkland. Ngày 2 tháng 5 năm 1982 đã diễn ra sự kiện đẫm máu nhất trong cuộc chiến, cũng như buộc hạm đội của Argentina bó buộc trong cảng trong suốt thời gian còn lại của cuộc chiến. Tàu ngầm HMS Conger, kẻ chinh phục của Anh, đã phát hiện và tiêu diệt tàu tuần dương hạng nhẹ IRA tướng Ben Grano với 3 quả ngư lôi, khiến 320 lính Argentina thiệt mạng. Tàu ngầm hạt nhân Anh bắn chìm tuần dương hạm tướng Ben Grano là một đòn giáng quá nặng đối với hải quân Argentina. Họ thừa biết rằng chiến hạm của mình không thể chống chọi nổi các đòn tấn công tiếp theo của tàu ngầm hạt nhân Anh. Thế là toàn bộ hạm đội Argentina được lệnh nhanh chóng quay về quân cảng của mình tị nạn. Trong tình thế đó, Argentina chỉ còn cách duy nhất là dùng sức mạnh của không quân để giáng trả hạm đội hỗn hợp của quân Anh. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5 năm 1982, không quân Argentina mở màn chiến dịch phục thù. Vào khoảng 10 giờ vào ngày 4 tháng 5, chiếc HMS Sheffield lúc này đang làm nhiệm vụ cảnh giới phòng vệ ở mức sẵn sàng độ thứ 2 như một phần của lực lượng đặc nhiệm Anh được gửi tới quần đảo Falkland trong chiến tranh Falklands. Chiếc Sheffield đang phải gánh trách nhiệm của chiếc chị em của nó, chiếc HMS Coventry, vì chiếc sau gặp khó khăn về mặt kỹ thuật với hệ thống radar TIE 965 của nó. Các chiếc Sheffield và Coventry đang chát chít chuyện phiếm qua sóng cao tần UHF. Liên lạc đột ngột chấm dứt, chiến đấu cơ Super Colors của không quân Argentina sử dụng một quả tên lửa không đối hạm Flying Fish phóng chúng nhấn chìm chiếc khu trục hạm trang bị tên lửa đạn đạo của Hải quân Anh mang tên Sheffield với giá 250 triệu đô la Mỹ. Đây là chiến hạm cỡ lớn và hiện đại của Hải quân Hoàng gia Anh bị đánh chìm lần đầu kể từ khi nổ ra chiến tranh Malvinas, cũng là chiếc chiến hạm cỡ lớn của Anh bị đánh chìm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự kiện khu trục hạm Sheffield đã khiến tư lệnh hạm đội đặc nhiệm hỗn hợp Anh Woodward phát hoảng, e sợ bị Flying Fish của Pháp tiếp tục bổ chìm, nên vội hạ lệnh cho mấy chiếc tàu sân bay lảng ra càng xa hải vực càng tốt. Từ ngày 21 tháng 5, cục diện chuyển dần từ hải không chiến sang chiến trường trên bộ khi quân đội Anh bắt đầu đổ bộ lên bờ San Carlos Water để tái chiếm đảo. Tuy nhiên, cuộc đổ bộ khiến Anh tổn thất khá nặng với các tàu HMS Aden vào ngày 21 tháng 5, Antelope vào ngày 24 tháng 5, Coventry và SS Atlantic Conveyor vào ngày 25 tháng 5 bị đánh chìm. Hai tiêm kích Super Intender của không quân Argentina đã phóng hai quả tên lửa Exocet IM-39 vào tàu SS Atlantic Conveyor. Cả hai quả đạn đều đánh trúng mạn trái tàu, gây cháy lớn trong khoang chứa của SS Atlantic Conveyor. Tổng cộng 6 trực thăng Westland Wessex, 3 trực thăng Chinook và một chiếc Lynx bị phá hủy. 12 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Bản thân SS Atlantic Conveyor cũng bị hư hại nặng nề và chìm sau đó 3 ngày. Do vậy, lính Anh buộc phải hành quân bộ qua quần đảo Falkland để chiếm cảng chiến lược Stanley thay vì triển khai chớp nhoáng bằng đường hàng không. Bất chấp mạng lưới phòng thủ lớn trên không, các phi công Argentina đã có thể tấn công các mục tiêu của họ. Nhưng mặc dù chắc chắn là rất dũng cảm, một số thiếu sót nghiêm trọng đã ngăn cản họ có được các kết quả tốt hơn, đặc biệt là vấn đề với ngòi nổ của bom của họ. 13 quả bom được thả trúng tàu Anh nhưng không phát nổ. Lord Craig, nguyên soái đã nghỉ hưu của không quân Hoàng gia Anh, được cho là đã nhận xét rằng với 6 chiếc ngòi nổ tốt hơn và chúng ta sẽ phải thua. Các tàu chiến của Anh, mặc dù bản thân họ chịu nhiều thiệt hại nhất trong cuộc tấn công, đã thành công trong việc ngăn cản các máy bay của Argentina tấn công vào các tàu đổ bộ cũng đang ở bên trong vịnh.
Với 4.000 lính dưới sự chỉ huy của chuẩn tướng thủy quân lục chiến Julian Thompson, quân đội Anh tiến hành giành lại nhiều chiến trường, chiếm lại Darwin và Goose Green vào ngày 27-28 tháng 5, đánh bại quân Argentina ở núi Kent. 5.000 quân Anh được bổ sung, đảm bảo lực lượng để tấn công vào thủ phủ Stanley. Từ đầu tháng 6, phía Anh chuyển đại pháo, súng cối và những thiết bị khác lên vùng đất cao gần Stanley. Tàu chiến liên tục tấn công vị trí của quân Argentina. Những đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Anh di chuyển ngang qua hòn đảo từ Darwin, Woods Green tới chiếm lĩnh những vị trí gần Stanley. Tuy nhiên, quá trình xây dựng, củng cố lực lượng của Anh đã gặp phải sự công kích của không quân Argentina. Vào ngày 8 tháng 6 năm 1982, máy bay Skyhawk và Mirage liên tục dội bom khiến hai tàu chở lính RFA Sir Galahad và Sir Tristram hư hỏng nặng, khiến 56 lính thiệt mạng. Ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 năm 1982, những đơn vị Gurkha và vệ binh cùng lính bộ binh, lính thủy đánh bộ Anh tiến vào thủ phủ Stanley. Hàng loạt các trận chiến dữ dội nổ ra giữa hai bên. Các chiến trường chủ yếu là núi Harriet, London, trận Wisley Ridge, Two Sisters. Tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội Argentina tại núi Mount Tambourdow sụp đổ. Bị bao vây trên bộ và chặn đứng ở biển, tình thế này buộc chỉ huy quân đội Argentina, chuẩn tướng Mario Menendez phải đầu hàng cùng với 9.800 lính của mình, chính thức kết thúc cuộc chiến trên quần đảo Falkland. Hậu quả và thương vong tương đối khốc liệt, với tổng số 907 người thiệt mạng trong 74 ngày diễn ra cuộc tranh chấp. Trong đó, con số bên Argentina là 649 người, bên phía Anh có 255 binh lính và sĩ quan thiệt mạng. Số người bị thương lên tới 1.188 người phía Argentina và 777 người phía Anh. Số người Argentina bị bắt làm tù binh là 11.313 người, còn phía Anh chỉ có 115 người. Quân đội Anh mất hai tàu khu trục là Coventry và Sheffield và hai tàu khinh hạm là Ardent và Antelope, một tàu đổ bộ, một tàu vận chuyển, 24 trực thăng và 10 máy bay chiến đấu. Về phía Argentina, tàu tuần dương tướng Belgrano, tàu ngầm Santa Fe, 4 tàu chở hàng, 2 thuyền tuần dương, 1 thuyền đánh cá do thám. Tuy nhiên, thiệt hại nghiêm trọng nhất của Argentina là máy bay, mất 35 máy bay chiến đấu, 25 trực thăng, 2 máy bay ném bom, 4 máy bay vận tải, 9 máy bay huấn luyện có vũ trang, 25 máy bay. Trận hải chiến đã để lại cho giới quân sự những bài học bổ ích trong nghệ thuật tác chiến hiện đại trên biển. Nhưng với Việt Nam, kinh nghiệm từ Argentina không những thế còn lớn hơn. Trong trận hải chiến đó, Argentina đã bị thất bại cay đắng vì hầu như các chuyên gia quân sự, giới quan sát trên thế giới đều cho rằng nếu như có đủ tên lửa Essex thì Hải quân Hoàng gia Anh sẽ ôm hận. Mặc dù quần đảo Malvinas Falkland nằm trong thềm lục địa của Argentina, tuân theo Hiệp ước Liên Hợp Quốc về thềm lục địa năm 1958 và chính phủ hiện nay của Argentina nỗ lực tìm mọi phương cách để buộc Anh ngồi vào bàn đàm phán giải quyết tranh chấp, nhưng London vẫn làm ngơ. Việc đấu tranh giành lại chủ quyền của Argentina ngày càng trở nên khó khăn và gần như đi đến tuyệt vọng. Anh đã chiếm đoạt trên 180 năm. Đó là hậu quả của những việc làm thiếu sáng suốt, thiếu nhẫn nại và thiếu tầm nhìn xa của các chính phủ trước đây của Argentina. Còn một nguyên nhân nữa dẫn đến thất bại của Argentina đó là thời điểm mở chiến dịch. Lúc đó, chính phủ của bà đầm thép Margaret Thatcher đang chuẩn bị cắt giảm mạnh lực lượng hải quân, bao gồm các tàu sân bay, các tàu chiến lớn vì đang cải cách. Chỉ 2 tháng sau, quân đội Argentina sẽ nhận đầy đủ 14 chiếc Super Intendant và 14 quả tên lửa Essex của Pháp. Và thời tiết lúc đó ở gần Nam Cực cũng gây bất lợi cho Hải quân Anh. Tên lửa Essex là của Pháp sản xuất bán cho Argentina, đã phát huy sức mạnh khiến Hải quân Anh mất tinh thần. Khi cuộc chiến đang vào giai đoạn quyết định thì Anh chặn Pháp không bán tên lửa Essex cho Argentina dù qua trung gian Peru. Như vậy, mua vũ khí là phải tính đến đối tượng tác chiến trực tiếp, trước mắt và lâu dài là ai, kẻ đó có liên quan gì đến người bán. Thông cáo Thượng Hải giữa Mỹ và Trung Quốc năm 1972, trong đó Trung Quốc thỏa thuận với Mỹ ngăn cản sức tấn công của quân Bắc Việt và miền Nam bằng cách ngừng viện trợ vũ khí, đạn dược, đồng thời cướp và ngăn chặn không cho vũ khí Liên Xô quá cảnh sang Việt Nam là một bài học giá trị. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Còn trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.